rồi, nhưng mình phải kính bạch thượng lão và mong hỏi là những cái người chứng chứng được sống trong giới luật ăn được cái ngày thường bữa thì sống cũng đủ 4 tiếng cũng không nói chuyện, nhưng mà nó bị ức chế, nó lại bị ra những cái chứng này chứng kia là nó tu cái sai cái pháp của thầy đi, thì những cái hậu quả này những cái người đấy sau này hiện là người ta sẽ không chứng rồi, vì đã lọt vào những cái chỗ đó người ta không làm sao mà ra được, mà người ta cứ ở trong cái trạng thái nó như thế, nó gọi là cái trạng thái ức chế. Thế thì sau này những cái giả thuyết họ không chứng được thì chết thì họ sẽ đi về đâu? Bởi vì một người bình thường họ cũng còn có thanh thản, mà cái người tu rõ ràng như vậy nhưng lại không đạt được thanh thản thì nó tương tự với cái chỗ này. Còn mới hỏi cái người mà tu cái gì? Hiện bây giờ đó, hồi đó họ chưa tu á, có người chửi họ, có họ chửi là liền. Có thể ăn thua đủ chứ họ đâu có nhịn. Bây giờ họ đã tu rồi, họ không chửi lại. Nhưng mà họ còn áp bức trong bụng họ, tức là họ mùi lượt được nữa rồi. Họ không chửi lại đó là bớt được rồi. Mà bớt được á, thì mọi người người ta còn chửi lộn nhau được, còn mình cũng chửi lộn thì đó là khá rồi. Đi nhiêu đó thôi chứ thầy chưa nói cho không bất động thanh thản, không biết con giữ được không. Nhưng mà nó không mùi lượt được cái thân thì hồi đó mình muốn tiền chứ nhiều, muốn mua giấy số trúng hàng tỷ bạc chứ được, trúng hết tiền không mê đâu, trúng nhiều thì mê. Nhưng bây giờ không thấy muốn mua giấy số rồi, thấy đó là tham. Nhưng bây giờ đấy thì cũng mỗi lượng thôi, bớt cái tâm tham, nhưng nó còn tham cái vừa hay hết, cho nên chết rồi đi đâu nữa. Nhưng mà thầy họ bị ức chế thôi mà, họ bị ức chế. À, tại vì họ ức chế họ. Họ ức chế thì dứt khoát sẽ không có trạng thái thanh thản. Bởi vì trong khi ức chế thì làm sao có thanh thản được, đúng vậy. Mà đã không có thanh thản thì nó tương đương với chỗ nào, mặc dù họ sống trong cái đất của họ không được ưng. Thì họ bây giờ ví dụ như bây giờ con cũng bị ức chế, thì ông kia cũng bị ức chế kiểu đó, có hai người giống nhau phải không? Thì hai người này nó sẽ sanh con đẻ cái ra chứ sao, chứ đâu đi mất được. Tại vì mấy con ức chế chứ đâu phải mấy con xả sao. Thay vì tham mừ hay là sân mừ, bây giờ nhờ mình biết Phật pháp, mình chỉ dằn cái cơn sân của mình xuống, mình không chửi là họ, nhưng mà cái nợ cái sân của mấy con nó cũng vẫn còn nguyên chứ nó đâu có giảm chỗ nào đâu, có phải không? Nếu nó giảm thì nó phải thanh thản là vô sự chứ. Còn này đó con nói con trình cho thầy là nó còn nguyên, nó chưa có thanh thản được, nó bị chế. Mà mọi rõ ràng họ vẫn giữ giới, thấy hàng ngày họ vẫn giữ giới, nhưng mà họ giữ giới trong trạng thái cái tâm của họ, nhìn cái mặt của họ là thấy gì ạ? Ví dụ như là chỉ cần nhìn thấy là họ nói chuyện như thế này thế khác, cái lòng cái tâm từ là không thể có được, mà những con người thì dứt khoát không có trạng thái thanh thản được. Thế vậy thì những cái quả tu của họ hay là những cái kiếp sau thì nó sẽ tương ứng theo cái vấn đề của họ, tức là tham khi họ còn nguyên chứ họ không mùi lượt, bởi vì họ không thanh thản được viên nào hết thì tức là chưa có mùi lượt, mà chưa có mùi lượt thì họ phải tiếp tục tái sanh. Mà họ tái sanh họ bị ức chế, họ còn khổ sở hơn nữa. Cái nghiệp thay vì cái đời sống họ bị ức chế mà chịu đựng á, họ không dám nói ra, họ giả vờ như là mình giải thoát, nhưng mà nó bụng mình ấm ức. Cái đời sống nó cũng giống như một cái người khác, người ta có thể là người ta chửi mắng nhau hơn, người ta còn ả hơn, là còn mình ấm ức suốt ngày chứ ấm ức cứ là vậy. Cái người này khổ hơn. Mình kính bạch thầy, một người không tu mà người ta còn có trạng thái thanh thản, cho là trạng thái thanh thản có lúc nó họ hưởng dụng hay không hưởng dụng, họ có đều không một trạng thái đó, mà rõ ràng là người tu mà chỉ giới như thế nhưng mà lại bị ức chế như vậy, thì con thấy cái quả tu của họ sau này cái quả tu họ không có gì, không có cái gì, không có gì hoàn toàn là họ tiếp tục tái sinh cái gì trong tham khi họ còn không còn làm được, chỉ còn họ mới được thì họ có kính bạch thầy, nhưng họ lại đi theo thầy có những cái pháp có cái duyên như thế thì sau này họ có đối diện với cái duyên đó. À, không, họ không có gì, bởi vì họ theo thầy mà họ tu những cái cảnh khác, mà thầy bảo có những lý tất ý là hoặc chưa sinh mà đã sinh thì bị diệt, nhưng mà họ quên tất ý cho nên họ không giữ được cái tâm bất động thanh thản của họ, cho nên sinh họ chịu đựng, họ tham nhận cái trong lòng của họ, cho nên do đó mình sống gần họ mình thấy âm này chế cái sự thật là như cái cảm ảnh, thì do đó biết họ còn thấy thật vì cái nghiệp nhân quả của họ nó cũng quý. Còn ít ra con cũng phải được một phút giây, hoặc là một ngày nó cũng được 5-3 giây, 10 giây, 1 phút, 2 phút, đó là cái chân lý thật sự vậy. Dạ, mà con có được thì nó có mũi lửa. Dạ, kính bạch thầy, ví dụ như có người là không đạt được trạng thái của bốn thiên sứ mà lại là không tưởng như vậy, nó cũng có một trạng thái thanh thản của nó, thì lúc đó nó lại cứ lầm tưởng như vậy, thì cái trạng thái đó sau này nó sẽ lên lầm tốt.
À, nó bị tưởng thì nó phải làm đồng cốt chứ sao, nó lên nó sẽ nhập đồng cốt. Thì bắt đầu nó hồi đó nó có tu làm đồng cốt bao giờ đâu, mà giờ lên cái lắc lư hơn, cái bắt đầu nó nói cái chuyện ông bà này kia nhập nó, bị tưởng. Thì đã nói rằng tu sai đã bị tưởng thì mấy người đó sẽ sau này sẽ làm đồng cốt. Thì uổng cuộc đời cũng chỉ làm đồng cốt để nói cái chuyện đâu đâu cho người ta nghe, người ta tin vậy, người ta cúng sôi cúng chè cúng cháo đừng sao thôi, chứ có làm cái gì mấy bà đồng bà cố thì cứ vậy thôi chứ đâu có gì khác hơn, phải không? Là kính bạch thầy cũng hỏi một hộ cho một người đi đệ có một người mà tu rồi lại trước khi chết thì muốn làm giấy coi như là cúng cho bệnh viện những cái nội tạng của mình, những cái đấy thì trường hợp mà họ tu mà họ vậy thì cái lòng tâm từ của họ rất tốt rồi. Thế nhưng mà để làm cho bệnh viện mà làm những cái việc như thế có đúng hay là sai? Họ làm như vậy họ cũng háo danh mà thôi. Yeah. Khi nào mà mình thấy ở bây giờ đó bệnh viện cần thiết, ở bây giờ đó người ta cần thiết, người ta kêu gọi tất cả mọi người ai mà có khi mà chết mà cái thân nó còn được sẵn sàng giúp đỡ cho những người mà người ta còn sống, người ta mang cái bệnh đó là đỡ cái thận, cái gan, một cái tim người ta đã bị hư hoại, chỉ cần thay vô để người ta sống được thì mình được nghe cái tin đó thì mình phát nguyện mình để trợ giúp sau khi tôi chết tôi sẽ hiến cái thân này cho, thì cái đó được. Còn mình không nghe mà nghe người ta nói rồi mình háo danh đi làm như vậy coi như là tôi từ thiện sự thật đó, mình cũng còn cái danh từ thiện. Bởi vì ở trong cái chỗ từ thiện chứ nó sự thật đó, nó không có làm thiện mà nó làm cái danh của nó coi như mình từ thiện. Cho nên thầy nói cái đức hiếu sinh đó, thật sự trong hiếu sinh mà bố thí, dù cái giọt máu mình bố thí cho người khác là vì lòng thương yêu mình thật sự, chứ không phải vì cái danh của mình làm để cho người ta thấy rằng mình là người hiến máu cho những người không có máu đó, thì mình cũng vẫn bị là cái danh cũng là ác máu, không từ thiện đâu. Thì kính bạch thầy, trưởng lão là thầy trưởng lão có dạy khi chết mà chưa xong rồi nó còn sẽ, nếu còn đủ có một cái chút phước nào nó còn tu tưởng mà anh hiến cái tặng như thế thì làm cái tưởng nó có hoạt động này. Thầy nói bây giờ con tu mà con bụi lượt rồi, con bụi lượt rồi, con tu con bụi lượt rồi. Bây giờ trong gia đình con có muốn đem xác con hiến, họ có cái người họ không cho, họ không cho nữa. Có người bảo nó thôi bây giờ đem thiêu đốt đi, con đã tu bụi lượt rồi, nó có cái từ trường để bảo vệ thân con. Nó buộc lòng có người trong gia đình con không cho đem thiêu, tự nó bảo vệ con khỏi lo điều đó. Thế bây giờ bao nhiêu người chết đều đem thiêu hết à, bởi vì nó nói đất không có, nó không cho chôn đâu, nhưng mà con tu bụi lượt rồi thì cái từ trường của con nó bảo vệ cái thân con để nó tiếp tục tu, bởi vì nó không tan sang được, nó phải tiếp tục tu tập tự. Cho nên cái từ trường nó phóng ra, nó khiến cho một người thân nào của con, tôi không đồng ý là cho thiêu đốt cái thân của bác tôi, là của chú tôi, là của anh tôi, mà tôi hoàn toàn tôi xin chôn cất vì anh tôi sẽ tu tới đó đó, anh sẽ tiếp tục tu nữa, cả gia đình đều phải nghe hết, cả nhìn chung con yên tâm để tự thân con nó lo, nếu mà con mùi được thì nó lo chứ con khỏi có lo cho nó, còn con tu mà không mùi được thì con khỏi thì nó đem đốt sạch hết những người chuyện đó đẹp để đi đầu thai cho rồng. Thầy nói mấy con tu mùi lượt thì nó lo cho mấy con chứ khỏi chứ cần mấy con đâu. Anh này là đây là có một người bạn của huynh đệ của chúng ta mà thấy ông ấy làm đơn hiến tặng rồi, con tuyên can mãi cũng được, nhưng mà ông ấy đã làm đơn rồi đúng không? Bao giờ nói ông háo danh dữ đợn lắm, bộ có mình ông hiến sao mà ông ham dữ vậy.